Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 4 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Sa Nam Tư Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời chúc đến bệnh nhân người dân tộc Khmer, người nuôi bệnh là người dân tộc Khmer, nhân viên là người dân tộc Khmer. Chúc mừng năm mới Chôn Sa Nam Tư Mây. Nhân dịp Tết cổ truyền Chôn Sa Nam Tư Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer, mang theo hương sắc tươi mới và niềm vui bất tận cho mọi nhà trong vùng đồng bào dân tộc Khmer, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến quý sư sãi, cán bộ, đồng bào, tất cả bệnh nhân, người nuôi bệnh và nhân viên là người dân tộc Khmer. Chúc mọi người năm mới sắc đẹp, an vui, tinh tấn, an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúc cho cộng đồng người dân tộc Khmer luôn đoàn kết, gắn bó, cùng nhau phát triển và giữ gìn bản sắc văn hóa độc đáo của mình. Nhân dịp này, phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, cũng muốn gửi đến quý vị những món quà nhỏ để thể hiện tấm lòng tri ân và sự trân trọng đối với cộng đồng người dân tộc Khmer. Hy vọng những món quà này sẽ mang đến cho quý vị niềm vui và sự may mắn trong năm mới. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn cam kết mang đến cho quý vị những dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, hiệu quả và an toàn nhất. Chúng tôi luôn đặt lợi ích của bệnh nhân lên hàng đầu và mong muốn góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng. Chúc mừng Tết cổ truyền Chôn Sa Nam Tư Mây năm 2024 của đồng bào dân tộc Khmer một lần nữa. Xin trân trọng. Xin chào tất cả mọi người trên cộng đồng mạng và những ai đã theo dõi kênh phòng khám Cha Tường và Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường Official đều sẽ biết đến những cái hoạt động chung của phòng khám là giúp cho những bệnh nhân ung thư. Thì hôm nay thầy Thanh rất là vui mừng khi nhân dịp cái lễ Tết của người Khmer, Choi Kha Nam Khơ Mây, thì đây là hai thành viên của phòng khám, có bao gồm có anh Kiên Sina, là hay thường gọi là anh Mao, và đây là anh Keo, chị Văn Keo. Đây là hai thành viên của phòng khám là người dân tộc Khmer. Thì hai thành viên này rất là nhiệt tình với phòng khám trong suốt thời gian vừa qua để giúp cho những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của phòng khám. Thì hôm nay nhân dịp lễ Tết của người Khmer thì thầy Thanh xin đại diện cho phòng khám, phòng chuẩn trị học cổ truyền Cha Tường yêu thương cho không và các thầy gửi đến cho hai anh những phần quà là nhân dịp Tết người Khmer nha. Đây, thầy Thanh xin gửi đến phần quà để chúc Tết cho anh Kiên Sina, gọi là anh Mao, và anh Trì Văn Keo. Dạ, chúc hai anh là có một cái Tết dồi dào sức khỏe. Còn đây là hai cái phần bao lì xì. Thật ra thì cái phần bao lì xì này thì cái về cái giá trị vật chất thì không có là gì, nhưng mà về cái tấm lòng của phòng khám cũng như là các thành viên phòng khám xin được tri ân những đóng góp của hai anh dành cho các bệnh nhân ung thư trong thời gian vừa qua. Xin được gửi đến hai anh là phần quà và cái lời động viên tinh thần nha. Sẵn đây thì xin mời để cái phần quà mình xuống cho thầy Thanh hỏi là riêng bản thân thầy Thanh với rất nhiều người trên khắp mọi miền đất nước thì cũng mong muốn được tìm hiểu về cái Tết của người Khmer sẽ như thế nào. Thì bây giờ xin mời anh Keo hoặc là anh Mao
có thể chia sẻ về cái Tết của người Khmer cho mọi người được biết được không ạ? Cái này Tết kiểu như vô năm mới thôi, cái này kiểu như chịu tuổi. Dạ. Chứ năm mới là tất nhiên là chịu tuổi á, tất nhiên là năm mới á. Dạ. Là năm nay mình được một tuổi nữa. Dạ. Là chơi năm mới là người ta kiểu như đi chùa tắm Phật rửa hài cốt cho ông bà gì đó. Yeah. Cái đó ngày đó là ngày quý giá nhất, là cho con cháu mình để nhớ ơn ông bà cha mẹ. Dạ. Năm mới. Dạ. Thầy Thanh xin chúc cho gia đình của chú Kiên Sina là chú Mao và anh Trì Văn Keo có một năm mới dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc bên gia đình, cũng như là cảm ơn hai anh đã đóng góp những cái về sức khỏe của mình, về công việc của mình, lo lắng rất là chân tình đến với những bệnh nhân ung thư đang tìm đến tại phòng khám. Thì cái công sức đó phòng khám ghi nhận và xin được chân thành cảm ơn hai anh rất nhiều. Dạ, xin được cảm ơn quý cộng đồng mạng. Rồi, trước tiên thành viên của công ty cũng cảm ơn đến Mạnh Thường Quân và nhân viên phòng khám đã giúp đỡ cho mình có công việc trong đây để giúp cho bệnh nhân ung thư được dồi dào sức khỏe này. Dạ, mong mau hết bệnh. Thì con cũng cảm ơn My Thường Vinh giúp đỡ phòng khám cho con được làm việc trong phòng khám, con cũng mừng. Con không biết nói chuyện gì con nữa. Cảm ơn thầy rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Thì thầy Thanh đang đứng bên cạnh đây là những cái phần quà dành cho người nuôi của những bệnh nhân ung thư đang được điều trị tại đây. Và phần quà này do một sư tên là Nguyễn Thị Thành Nhân của chùa Phước Thiện gửi đến ta để tặng cho những người nuôi bệnh nhân, là tổng cộng là 150 phần quà, bao gồm là mì gói nè, mì gói, mì này là mì hảo hảo mì chay nha, mì hảo hảo hương vị nấm, rau nấm, mỗi người sẽ được một phần là mì gói và dầu ăn dầu đậu nành và phần ngũ cốc. Đây là phần ngũ cốc nha. Trong phần ngũ cốc này được tặng thêm một cái tô nữa nè. Cho nên đây là những phần quà. Với phần quà này sẽ là cái nguồn động viên tinh thần rất là lớn dành cho những người nuôi bệnh nhân, sẽ làm giảm bớt cái chi phí mình phải mua những cái nhu yếu phẩm này. Thì cũng xin được gửi lời cảm ơn đến sư đã giúp đỡ cho phòng khám và những bệnh nhân ung thư đang có mặt ở đây. Bên cạnh đó cũng xin được cảm ơn chị Hoa đã ủng hộ cho phần là trà phan tả diệp. Thì phần phan tả diệp này sử dụng cho những người bệnh nhân ung thư ở đây. Xin được cảm ơn chị rất là nhiều. Xin giới thiệu với mọi người, ở đây là gạch dĩa hè. Và cái số lượng gạch ở đây là bao gồm là 200 mét vuông gạch do cô Trần Thị Chiên đã ủng hộ cái số gạch này để lót vào cái phần đường đi của phòng khám. Có nghĩa là tính từ bác bảo vệ đi dài vô phòng khám, bọc ra phía sau của cái đường đi xuống toilet. Thì cái loại gạch này á, giúp cho phòng khám trong sạch đẹp hơn và sạch sẽ, và bụi không có bay vào bên trong phòng khám, giúp cho những bệnh nhân thư di chuyển rất là dễ dàng và thuận tiện. Xin được chân thành cảm ơn cô Trần Thị Chiên đã xem đến cái hoàn cảnh của những bệnh nhân ung thư, đã đồng hành và ủng hộ với phòng khám để mỗi ngày được phục vụ bệnh nhân ung thư ngày một tốt đẹp hơn. Xin được chân thành cảm ơn gia đình của cô ạ. Thầy Thanh xin được chào toàn thể quý bệnh nhân và người nuôi có mặt trong buổi sáng hôm nay nha. Thì hôm nay là ngày cuối tuần, thì Thanh muốn dành thời gian để sinh hoạt một chút
với tất cả quý bệnh nhân và người nuôi. Rồi sau đó tất cả bệnh nhân cũ mình sẽ lần lượt trật tự đi vào phòng của các thầy để được kiểm tra sức khỏe và chăm sóc. Còn những bệnh nhân mới, sáng nay mà những bệnh nhân nào mới tới chưa có đăng ký thì ngồi lại nán lại chờ thầy sinh hoạt một chút. Rồi thầy sẽ cho mình ghi cái đơn, cái thông tin, rồi sau đó thầy sẽ nhận bệnh. Buổi sáng hôm nay thầy sẽ dành một chút thời gian để thầy hướng dẫn cho tất cả các bệnh nhân có mặt ở đây về cái cách ăn uống, sinh hoạt, ngủ nghỉ và được người nuôi chăm sóc sức khỏe như thế nào đó. Thầy sẽ hướng dẫn cụ thể hơn để cho cái quá trình hỗ trợ điều trị được diễn ra tốt hơn. Thì sáng hôm nay đó thì có thêm hai cái tin vui mới mà thầy muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Thông thường thì khi mà thầy sinh hoạt, thầy mong muốn làm sao đem tới cho tất cả quý bệnh nhân những cái niềm vui mới để cho mình có cái tinh thần phấn chấn để mà mình trong quá trình hỗ trợ điều trị đó có được những cái động lực để mà mình vượt qua được cái căn bệnh này tốt. Mọi người có muốn nghe cái niềm vui đó không? Muốn nghe không? Nghe. Nghe. Cái niềm vui đầu tiên đó là sau khi mà đã hoàn thành được cái la phong và cái nền gạch. Tại vì cái mùa này đang là mùa nóng, mà nếu như mình đã có được cái la phong này với cái nền gạch này thì phòng khám mình nó đầu cái không khí nó bắt đầu nó dịu mát xuống, thì bệnh nhân ngồi lâu được. Tại vì bệnh nhân hiện tại đang lên hơn 150 người đó, thì số lượng này mỗi ngày các thầy phải chăm sóc, có nghĩa là chia đều cho hai thầy thì mỗi thầy cũng khoảng trên 70 tới 80 ca bệnh mỗi ngày, thì cái số lượng đó cũng là khá nhiều để các thầy chăm sóc. Do đó là những cái thời gian mà mình ngồi lán lại đây lâu, có thể tới trưa, có thể tới 9-10 giờ, thì cái thời gian đó bệnh nhân ngồi, mà nếu như phòng nóng quá thì cũng tội nghiệp cho những bệnh nhân tới sau. Cho nên là các thầy cũng đã cùng với tất cả quý nhà hảo tâm, quý mạnh thường quân đã lo được cho cái phần này, thì thầy Thanh rất là vui mừng. Trong tất cả thành viên trong phòng khám rất là vui. Thì hôm nay nè, mọi người thấy cái xe phía trước á, xe chở gạch, đó là gạch vỉa hè. Hôm nay đó là niềm vui kế tiếp, đó là mình đã có được 200 mét gạch vỉa hè. Gạch vỉa hè đó dùng để lót đường đi từ phòng bảo vệ đi dài vô phía trước phòng khám mình, để phần đó nó được sạch sẽ, để khi đó mình đi vào đây mình đi theo cái lối đó và đi ra ở phía sau toilet á, là có cái gạch vỉa hè đó, nó sạch sẽ, mình không có bị bụi. Thì thầy Thanh rất là vui mừng, đó là cái niềm vui đầu tiên đó. Cái niềm vui thứ hai đó là hôm nay cũng sẽ có một mạnh thường quân ủng hộ cho tất cả quý bệnh nhân, đây là mỗi người một cái phần quà. Thì phần quà đó chút xíu nữa sẽ có xe chở lên, nhưng mà chắc có lẽ hôm nay phát không kịp, chở lên rồi có thể là thứ hai hoặc thứ ba gì đó thì sẽ phát cho tất cả quý bệnh nhân ở đây, mỗi người một phần quà. Thì những cái điều đó là thật sự ra không phải các thành viên phòng khám này mà có thể vận động được đâu, nhưng mà đó là sự chung tay góp sức từ cộng đồng. Tại vì khi mà mình tới đây, mình được phòng khám và các thầy và thành viên lo lắng cho mình, chăm sóc sức khỏe cho mình trên tinh thần yêu thương cho không mà cha Phêrô của Nhân Tường trước đây đã làm, các thầy cũng tiếp nối cái lý tưởng đó các thầy làm, thì tất cả mọi người trên khắp mọi miền đất nước cũng như là tất cả cái những nước bạn á, họ nhìn thấy công việc mình làm, họ thấy thương tất cả quý bệnh nhân, quý người nuôi tới đây, thì mỗi người chung tay góp sức, thì hãy mà được cái gì á thì các thầy sẽ đưa đến hết thảy cho bệnh nhân để làm cái động lực trong quá trình điều trị. Thì bên cạnh đó thầy cũng dành những cái thời gian để thầy hướng dẫn cho vấn đề ăn uống cho bệnh nhân. Mục tiêu của các thầy làm sao cho tất cả quý bệnh nhân ở đây nè, khi mà mình ra về, mình thời gian mình ở đây ví dụ như 3 tháng đi, rồi mình về nhà,
mình nắm vững cái phương pháp mà cha đang áp dụng cho tất cả mọi người, thì chính các thầy làm sao truyền đạt được cái phương pháp đó để cho mình nắm. Khi mà mình nắm vững rồi đó, thì bản thân của từng bệnh nhân ở đây nè, mình làm đúng theo cái phương pháp đó. Ví dụ như về nhà, cái căn bệnh của mình, ở đây có các thầy, thầy Quý, thầy Tiến, thầy Mai, thầy Hạnh, các thầy trong phòng khám chăm sóc cho mình. Khi về nhà, mình biết cái sức khỏe của mình như thế nào, mình tiếp tục mình chăm sóc, mình ăn uống, mình sinh hoạt, mình ngủ nghỉ, mình tập hít thở, cái tinh thần mình như thế nào, đó là mình sẽ giữ được sức khỏe lâu dài hơn, nó sẽ có bền vững hơn. Nó không tập trung vào cái góc cuối cùng. Ví dụ như nhiều người mong muốn rằng làm sao để được các thầy ký cho mình một cái giấy ra khỏi phòng khám, nhưng cái đó phía sau đó nó còn lại là những ngày tháng mình sống với gia đình nữa mà, sống với gia đình và luôn luôn chăm sóc sức khỏe tốt, thì mục tiêu làm sao mà khi mình về nhà mình giữ được cái sức khỏe nhiều năm nhiều tháng sau, mình khỏe với gia đình, với người thân, với vợ chồng, con cái, với cha mẹ. Đó đó là cái điều mà các thầy muốn hướng tới. Thì mỗi một ngày sẽ có những cái niềm vui mới. Hôm nay thì có những cái công việc này, ngày mai sẽ có những công việc kia. Đó, mỗi ngày sẽ có những cái niềm vui đó mà thầy muốn gửi đến cho mọi người. Thì cũng báo cáo luôn với tất cả mọi người ở đây, thì sau một thời gian trồng thuốc bên kia đó, hôm nay là được hơn 12 ngày rồi, thì cái cây thuốc á, các thầy đặt số lượng là 500 cây xạ đen, bên cạnh đó trồng thêm cà gai leo, thìa canh, rồi chùm ngay, nhãn lồng thì nó có mọc sẵn là chưa nên hình, thầy thử chưa trồng. Còn những cây còn lại hiện tại nó đã ra cái đọt non rồi, cho nên mỗi ngày như vậy là đó là một cái niềm vui, một cái dấu hiệu tích cực để cái vườn thuốc bên đó mỗi ngày phát triển hơn. Thì sau này cái nguồn thuốc tới thời điểm mà đã trưởng thành rồi đó, thì cái nguồn thuốc đó các thầy sẽ đi kiểm tra, kiểm nghiệm cái nguồn dược liệu đó nó đã đạt được chất lượng hay chưa. Nếu như nó đã đạt được chất lượng thì mình sẽ tiến hành thu hái xong rồi sẽ đem về đây. Thì khi đó đó là sẽ có cái nhà sấy thuốc. Hiện tại thì cái chương trình các thầy đang dự kiến sẽ xây dựng cái nhà sấy thuốc, thì để cái nguồn thuốc dược liệu á mà mình có rồi, mình sẽ đem về đây, đem vào nhà sấy thuốc, mình bắt đầu mình rửa, xong rồi mình phơi cho nó khô ráo, rồi mình mới bắt đầu mình cắt nhuyễn ra, rồi mình mới bỏ vô cái lò sấy đây nè. Hiện tại cái lò sấy thì có rồi. Lúc mà phòng khám phục dựng lại đó thì có một mạnh thường quân đã ủng hộ cho phòng khám một cái lò sấy thuốc, nhưng mà lúc đó tới giờ đó thì chưa có xây xong cái nhà để mà chứa cái lò sấy thuốc, cũng như là khi mà mình làm xong mình phải xin phép để được sấy và đóng gói bao bì đó, thì mình mới đem ra mình sử dụng cho bệnh nhân được. Thì sắp tới thầy sẽ tiến hành xây dựng cái công trình đó để làm sao hoàn tất trước mùa mưa, có nghĩa là phải xây cái nhà sấy thuốc trước thời điểm hột mưa nó rớt xuống đó. Thì khi đó đó mình sẽ có những cái nguồn thuốc ngắn hạn, ví dụ như những cây bông bụp, hoặc là xương khỉ, hoặc là chùm ngay, có những cái loại thuốc nào có ngắn hạn trước thì mình sẽ đem cái thuốc đó đó mình sấy trước rồi cung cấp cho bệnh nhân ở đây. Tại vì thầy thấy đó là số lượng bệnh nhân mỗi ngày mỗi đông, mà tất cả những cô bác bệnh nhân ở khắp nơi trong mọi miền đất nước của mình á, không kể ở đâu, tỉnh nào cũng có hết, trở về đây thì vì tinh thần yêu thương cho không, và vì phát rồi trước cha cũng đã đào tạo các thầy, thì các thầy đón nhận hết nếu đúng điều kiện. Ví dụ như có giấy tờ hồ sơ bệnh án đem tới đây, các thầy nhận, các thầy cho đăng ký và tiếp nhận bệnh nhân đó giúp cho thời gian là 3 tháng. Thì khi đó các bệnh nhân ở đây á, cái nguồn thuốc á, là cái nguồn quan trọng. Bởi vì để mà có một cái sức khỏe tốt, để mà cái quá trình hỗ trợ điều trị đạt được kết quả cao đó, thì bên cạnh việc mình dùng thuốc, mình ăn cháo, mình uống nước kiềm đó, thì cái sức khỏe mỗi ngày phải có những cái
yếu tố cộng tác lại nó mới thành một cái chương trình được. Cho nên là về phần nguồn gạo, nguồn thuốc thì các thầy phải làm bằng mọi giá, bằng mọi cách, kiếm ở đâu đó làm sao để mà cung cấp cho hết thảy những cô bác đang ngồi ở đây hiện tại nha, và những người mà sắp sửa về đây nữa, thì đó là một cái bài toán mà các thầy phải giải mỗi ngày đó. Cho nên là làm sao cái nguồn thuốc phải có, mà nguồn thuốc có rồi mình phải sản xuất, mình phải sấy khô và mình đem đóng gói, mình phục vụ như thế nào. Đó là những cái mà các thầy luôn luôn mỗi ngày mỗi trăn trở. Cho nên sắp sửa các thầy sẽ xây hoàn thiện cái giường thuốc, cái lò sấy, cái nhà máy để sấy thuốc, để phục vụ cho tất cả quý bệnh nhân có mặt ở đây. Thì cái phần sinh hoạt thầy buổi sáng hôm nay thì thầy nhắc nhở thêm một chút nữa rồi mình bắt đầu mình vô mình khám. Đó là những cô bác, bệnh nhân và người nuôi ở đây nè. Khi mình tới địa phương ở đây thì đầu tiên là mình phải giữ môi trường sạch sẽ, có nghĩa là mình không xả rác bừa bãi tại môi trường mà mình sinh hoạt tại nhà trọ đó. Cái nhất, cái thứ hai nữa là đi ra đường mình nhớ mình phải đội nón bảo hiểm nha. Mình chấp hành luật lệ giao thông. Mình ví dụ như mình đi chợ hoặc là mình đi đâu đó, mình từ phòng khám qua nhà trọ rồi từ nhà trọ qua phòng khám đi khám bệnh. Có thể là có những nhà trọ gần sát bên phòng khám và có những nhà trọ xa hơn, thì mình cũng phải tuân thủ đúng theo cái an toàn giao thông, đó là đội nón bảo hiểm để bảo vệ cho sức khỏe của mình á. Cho nên thầy nhắc nhở như vậy. Còn cái phần kế tiếp nữa nè, là người nuôi á, là cố gắng mình đừng hát karaoke nha. Trong thời điểm mà ban đêm á, ví dụ như mình ngồi mình chơi với nhau mình hát, thì cái giờ trong giờ mà mình ví dụ như trước 8 giờ đi thì mình ngồi với nhau mình trò chuyện với nhau mình hát, nhưng mà sau cái thời gian đó mình để cho người bệnh của mình được nghỉ ngơi thì mình không có làm ồn. Cố gắng là mình giữ cái phần sinh hoạt ngủ nghỉ cho bệnh nhân của mình là tốt. Cho nên là đừng có tổ chức nhậu hoặc là hát sau cái thời gian ban đêm đó. Với một cái nữa thầy muốn nhấn mạnh thêm là trong suốt quá trình hỗ trợ điều trị ở đây đó, thì tất cả những cô bác đã được cung cấp về phần gạo và phần thảo dược ở đây rồi, là mình đã đủ rồi đó. Có những cái mà các thầy chỉ định thêm, ví dụ như có những cái loại ở đây không có thì các thầy chỉ định thêm cho mình ra ngoài những tiệm thuốc Bắc á, hoặc là thuốc Nam á, mình mua thêm những loại đó, thì đó là do các thầy chỉ định. Mình không được phép sử dụng thêm những loại mà người này người kia bày vẽ, giống như là có những người chào mời mình thuốc ở phòng khám uống như vậy không đủ đâu, cô chú phải uống thêm thuốc này thuốc này thuốc này, mua một liệu trình bao nhiêu tiền vậy đó. Nhưng mà không được phép, mình không được phép sử dụng như vậy. Bởi vì nếu như mình, cơ thể của mình á, tại vì cái nguồn thuốc á, cái nguồn thảo dược nó không giống như là thực phẩm mình ăn. Cái thực phẩm mình ăn thêm một chút, mình dư. Nhưng mà về phần thảo dược á, mình uống dư thì cái hại tới lá gan, và cái cơ thể mình nó sẽ không hấp thu được, lúc đó nó sẽ độc hơn. Chưa kể là nguồn thuốc đó như thế nào này kia nọ. Thì tất cả quý bệnh nhân ở đây cố gắng mình chỉ được sử dụng tất cả những loại mà các thầy cung cấp. Tại vì mình tới đây mình đã được các thầy chăm sóc thì các thầy có trách nhiệm chăm sóc hướng dẫn cho mình về cái nguồn thảo dược đó. Và nguồn thảo dược đó đã có công ty và có cái những cái giấy phép đã đăng ký hết rồi, mình yên tâm mình sử dụng an toàn thực phẩm được cấp phép của y tế và cái an toàn vệ sinh thực phẩm đó. Cho nên hoàn toàn yên tâm, mình không được sử dụng thêm những cái loại mình tự phát sinh bên ngoài. Người này người kia chỉ mình cô chú ơi uống thêm cái này uống thêm cái kia, là mình đừng có, không được phép sử dụng thêm nha, vì nó rất là nguy hiểm với sức khỏe của mình. Cho nên thầy cũng nhắc nhở cho tất cả quý bệnh nhân ở đây mình lưu ý gì cái phần đó. Rồi bây giờ thì xin mời tất cả quý bệnh nhân, mình những người nào mà chưa có cái phiếu theo dõi đó, thì mình trật tự mình lại bàn của chị Linh đó, mình sẽ nhận cái phiếu theo dõi. Còn ai đã có rồi thì mình sẽ lần bước vô phòng của thầy Tiến và thầy Quý để được chăm sóc.
Còn những bệnh nhân mới á, thì mình chịu khó mình ngồi đây, mình nán lại đây để thầy sẽ hướng dẫn cho cái phương pháp hỗ trợ điều trị ở đây. Rồi sau đó mình đăng ký vào để nhận bệnh. Còn tất cả cô chú mà nếu như mà mình khám xong hay là mình chưa đi khám á, có thể mình ngồi nán lại đây để thầy sẽ hướng dẫn. Hôm nay thì thầy dành thời gian để thầy hướng dẫn cho cái chế độ ăn của mình và sinh hoạt ngủ nghỉ ra sao trong quá trình điều trị.